anh chị cô chú nhé. Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh YouTube năm mấy cây. Hôm nay tháng 10 nha anh chị cô chú nhé, đầu tháng 10 năm mấy cây. Kính chúc tất cả anh chị cô chú thật là nhiều sức khỏe, công việc thật là thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nha anh chị cô chú nhé. Đây, video này thì năm sẽ quay và thông báo chính sách cái máy Mitsubishi GX50A cho anh chị cô chú nhé. Đây, trong tháng 10, chính sách trong tháng 10 sẽ khác với chính sách tháng 9 nha anh chị cô chú nhé. Vừa rồi tháng 8 với tháng 9 thì cái chiếc máy Mitsubishi này có cái chương trình ưu đãi rất là khủng. Nhưng mà trong tháng 10 thì cái chương trình ưu đãi của nó cũng khá là khủng, nhưng mà nó sẽ thấp hơn, nó sẽ ít hơn cái chính sách của cái tháng 9 và tháng 8 nha anh chị cô chú nhé. Đây, trước mắt anh chị cô chú là cái máy Mitsubishi GX50A. Chiếc này được công ty Goldmark nhập khẩu và phân phối độc quyền ở Việt Nam nha anh chị cô chú nhé. Đây, chiếc này thì năm có nói khá nhiều ở trên kênh YouTube năm mấy cây. Chiếc này thì được hoạt động với cái số của nó là 16 tiến 16 lùi nha anh chị cô chú nhé. Đó, 4 tăng và 4 số. Hoạt động của nó là bằng cơ hoàn toàn nha anh chị cô chú nhé, 100% là cơ nha anh chị cô chú nhé, cơ 100%. Anh chị cô chú nào thời gian gần đây mới đăng ký kênh thì có thể xem lại chi tiết của cái chiếc này ở trên kênh YouTube năm mấy cây. Đó, năm có quay chi tiết về cái máy này, cách vận hành và cách bảo dưỡng mà có trên kênh YouTube năm mấy cây. Anh chị cô chú nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh hoặc là chia sẻ để một số anh chị cô chú khác có thể thấy được cái video này nha anh chị cô chú nhé. Đây, chiếc này là Mitsubishi GX50A, chiếc này nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản, 50 mã lực nha anh chị cô chú nhé. Phân khúc này là 50 mã lực, chiếc này là cùng phân khúc với máy Kubota 5018 nha anh chị cô chú nhé, nó cũng là 50 mã lực hay còn gọi là 5.000. Đấy, 5.000 nha anh chị cô chú nhé. Đây, điểm khác biệt là chiếc này thì được nhập từ Nhật Bản. Đấy, cái ủi đầu, dàn ủi này là dàn ủi của Thái Lan nha anh chị cô chú nhé, dàn ủi của Thái Lan. Video này thì nằm quay ở trong nhà luôn nên là có thể cái hình ảnh nó không được sáng. Đấy, anh chị cô chú thông cảm nhé. Với chính sách của cái chiếc máy Mitsubishi GX50A tại thời điểm này, giá của nó là 425 triệu. Trong tháng 10, anh chị cô chú mua sẽ được hỗ trợ lãi suất với ưu đãi lãi suất là 30 triệu nha anh chị cô chú nhé, 30 triệu cho cái chiếc 50A này. 30 triệu. Nếu anh chị cô chú không mua năm cũ nhá, mỗi cái đầu không thì anh chị cô chú sẽ hỗ trợ được 30 triệu, tối đa 30 triệu nếu như có hồ sơ vay vốn. Vị trí chiếc này 425 triệu từ 30 triệu, còn lại là 395 triệu nha anh chị cô chú nhé. Đó, chiếc GX50A. Đó, còn nếu anh chị cô chú nào mà mua kèm với nông cụ thì anh chị cô chú chỉ bỏ thêm 999 ngàn thì sẽ được sở hữu cái một cái nông cụ dàn cày CMT hoặc dàn sới phù hợp với là cái máy GX50A này nha anh chị cô chú nhé. Vị trí tổng đầu với dàn sới anh chị cô chú chỉ bỏ ra là 426 triệu nha anh chị cô chú nhé, là sở hữu được cái chiếc Mitsubishi GX50A này và một cái dàn sới Sactiman. Ba trị giá của nó là khoảng tầm 32 triệu hoặc là một cái dàn cày dàn bừa CMT trị giá của nó cũng khoảng tầm loanh quanh 40 triệu. Đó, anh chị cô chú mua nếu mà mua máy kèm với nông cụ. Còn cái ủi đầu này thì cái giá của nó là riêng nha anh chị cô chú nhá. Với cái ủi đầu này, ủi dàn ủi của Thái Lan. Đấy, nó lắp đầy đủ như này thì giá của nó là 50 triệu cho cái bộ ủi đầu này. Anh chị cô chú còn thêm 426 triệu là có dàn sới hoặc dàn bừa. Đó, cộng với cái ủi đầu 50 triệu kia nữa, đó là đầy đủ bộ cho mình luôn nhá. Đây, cái dàn chảo anh chị cô chú mua kèm
của cái máy Mitsubishi, có thể là dàn này hoặc là cái dàn dàn bừa ở bên trong kia đó, cái dàn bừa bừa sáu chảo ở trong kia đó. Là khi anh chị cô chú mua máy cày Mitsubishi, anh chị cô chú chỉ bỏ ra 999 ngàn thì sẽ được mua kèm một nông cụ bất kỳ nhé, dàn cày hoặc dàn sới. Rồi ok anh chị cô chú nhé, cơ bản thì cái video này thì năm cũng quay báo giá sơ cái chính sách trong tháng 10 cho anh chị cô chú, để anh chị cô chú được biết vì chính sách mỗi tháng là một khác, nên anh chị cô chú nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái chính sách và những cái giá mới nhất của tất cả các thương hiệu máy cày và các cái loại nông cụ ở công ty Walmart nhé. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú, chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Bye bye.